Chào các bạn, trong thời gian qua thì mình nhận được rất nhiều những câu hỏi đại loại như thế này. Các bạn nữ thì hỏi là làm thế nào để người săn chắc, không bị lỏng lẻo. Còn các bạn nam thì lại hỏi là làm thế nào để cơ rõ nét, để tập thế nào để cắt nét, rồi là siết cơ, xả cơ thì phải làm thế nào, ăn như thế nào. Câu trả lời cho tất cả những cái vấn đề kể trên ấy, thì nó gói gọn trong hai từ. Từ thứ nhất là từ tăng cơ, và từ thứ hai là giảm mỡ. Chấm hết. Mình sẽ ưu tiên trả lời các bạn nữ trước. Và nếu các bạn nữ đã xem video HD5 rồi, video nói về cách đo mỡ, thì các bạn cũng đã hiểu là nếu muốn người săn chắc thì các bạn phải tăng lượng cơ lên và giảm lượng mỡ đi. Rất nhiều người Việt Nam bị hiểu lầm là nếu muốn người săn chắc thì các bạn chỉ cần giảm cân hoặc là giảm béo là xong. Nhưng mà thực chất thì nó không phải như vậy. Nếu để ý những người xung quanh và thậm chí là chính bản thân các bạn, thì các bạn cũng sẽ thấy là không thiếu người, mặc dù là nhìn người rất là mỏng manh, không béo một chút nào, nhưng mà khi động vào người thì lại lỏng lẻo. Và nếu mà tính ra phần trăm mỡ thì lại cực kỳ cao. Ở nước ngoài thì người ta gọi dạng người này là skinny fat, tức là mặc dù nhìn thì tưởng là gầy nhưng mà thực chất lại rất nhiều mỡ. Để cải thiện cái này thì tốt nhất là các bạn nên tăng cơ. Và tăng cơ thì là tốt nhất là nên tập tạ, vì cái này sẽ đỡ tốn thời gian tiền của cho các bạn nhất, mà đưa lại cho các bạn kết quả nhanh nhất. Chứ còn nếu mà các bạn cứ dựa vào những cái máy tập bụng trên TV, hoặc là những cái chương trình ví dụ như là 30 phút để có bụng thon, hoặc là 15 phút để có chân mông săn chắc, thì chắc chắn là các bạn đang tốn thời gian của chính mình và thậm chí là rất nhiều tiền của nữa. Tất cả những cái máy này hay những cái chương trình này nó chỉ có tác dụng trong lúc đầu mà thôi. Các bạn tập sẽ thấy là mình đau cơ đúng những cái chỗ cơ mà mình cần và cứ nghĩ là ồ, như vậy là chắc chắn cái bài tập này hay là cái máy này nó có tác dụng rồi. Trước đây không tập gì và bây giờ các bạn tập thì chắc chắn là đau là đúng rồi, đấy là điều hiển nhiên. Nhưng mà những cái bài tập này thì có rất ít tác dụng tăng cơ. Nó chỉ có tác dụng trong một vài buổi đầu và sau đấy thì gần như là không có tác dụng gì cả. Chốt lại thì các bạn hãy tập tạ với những nhóm cơ lớn, ví dụ như là ngực, lưng, chân mông và thêm vào đó là bụng. Nhưng mà đừng dừng ở những cái quả hồng hồng hay là đỏ đỏ 1-2 cân, mà hãy cố gắng tăng tạ dần dần lên. Như vậy thì cơ mới phát triển và thực sự thì cơ thể của các bạn mới trở nên săn chắc được. Ok, quay sang các bạn nam thì ở Việt Nam hay dùng những cái từ như là xả cơ, siết cơ, hoặc là cắt nét, rồi là làm thế nào để cơ rõ nét. Ở nước ngoài thì chủ yếu chỉ gồm hai từ, đó là bulking và cutting. Mình thì mình tôn trọng cách dùng từ của những bạn đã quen dùng rồi và những người mà đã thực sự hiểu được cái bản chất của những cái từ đó. Nhưng mà đối với cá nhân mình thì mình sẽ không bao giờ sử dụng những cái từ đó, bởi vì nó sẽ rất dễ gây hiểu lầm cho người nghe. Xả cơ đơn giản là một quá trình tăng cơ, tạm gọi là một quá trình tăng cơ tích cực, bởi vì các bạn sẽ phải tạo điều kiện dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể để cơ có điều kiện phát triển tốt nhất. Còn siết cơ là khi các bạn đã thấy cơ thể mình đủ lượng cơ cần thiết rồi và bắt đầu cắt giảm lượng mỡ cơ thể đi. Lúc đó thì lớp mỡ nó sẽ mỏng đi, cơ trở nên rõ nét hơn và cơ thể không còn lỏng lẻo vì nhiều mỡ nữa. Tóm lại, muốn đẹp ấy, thì các bạn phải làm nào để tập cho cơ to hẳn ra đã và sau đó thì cắt mỡ. Trong quá trình tăng cơ tích cực ấy, thì các bạn phải ăn rất là nhiều, tạo ra một sự dư thừa calo và tạo điều kiện tốt nhất cho cơ phát triển. Tuy nhiên, dư thừa calo ở đây không có nghĩa là các bạn chỉ ăn cơm hay là ăn mì hay là ăn bánh kẹo, mà calo phải là calo chất lượng. Ví dụ đạm ấy, thì các bạn có thể nhân cân nặng của mình trong kg với cả 2,2 thì sẽ ra số gram đạm các bạn cần trong một ngày. Lượng tinh bột thì có thể gấp đôi hoặc thậm chí gấp 3 lần số đạm đó. Nhưng mà tinh bột thì cố gắng ăn những cái loại tinh bột hấp thụ chậm, chứ đừng ăn những cái tinh bột hấp thụ nhanh, ví dụ như là bánh kẹo hoặc là cơm, thì những cái loại tinh bột này nó sẽ chỉ làm cho các bạn tăng mỡ bụng lên mà thôi. Ngược lại, đối với quá trình cắt mỡ thì các bạn lại phải ăn ít đi để tạo ra một sự thâm hụt calo. Có thể là ăn ít tinh bột đi, nhưng mà đạm thì không thể. Đạm thậm chí các bạn còn phải ăn nhiều hơn quá trình tăng cơ tích cực để đảm bảo là lượng cơ không bị mất đi quá nhiều. Các bạn cũng có thể vừa tăng cơ vừa giảm mỡ, nhưng mà đối với dinh dưỡng của Việt Nam thì mình cho rằng đây không phải một ý kiến hay. Đây là hai quá trình ngược nhau và nếu các bạn không có một chế độ dinh dưỡng tốt và thông minh ý, thì chắc chắn các bạn sẽ bị vướng trong một cái vòng luẩn quẩn là tăng cơ không được mà giảm mỡ cũng không xong. Vậy khi nào thì cần tăng cơ tích cực mà khi nào thì cần cắt mỡ? Vì hầu hết chúng ta không phải là vận động viên thể hình, vì vậy chúng ta sẽ tăng cơ tích cực cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy bằng lòng với bản thân thì khi đó chúng ta mới giảm mỡ. Ví dụ bạn muốn người mình ở mức 65kg với cơ rõ và đẹp thì các bạn sẽ tăng cơ cho đến 70kg hoặc là thậm chí hơn, sau đó cắt mỡ và giảm xuống 65kg là vừa. Mình có lưu ý với những bạn mà đang gầy hoặc là cơ chưa phát triển hết mà đã muốn là cơ rõ nét hoặc là có cơ bụng 6 múi thì các bạn đang mắc phải một sai lầm rất là tệ hại. Các bạn hãy quên tất cả những cái việc cắt nét rồi 6 múi đi, mà hãy tập trung vào tăng cơ toàn bộ cơ thể cho đồng đều. Khi cơ thể đã ổn rồi thì hãy nghĩ đến chuyện cắt mỡ để làm cho cơ rõ nét. Xin hãy nhớ rằng là trai gầy mà 6 múi thì cũng chả khác gì nữ béo mà ngực to cả.
Còn lưu ý của mình đối với những cái bạn mà đang quá béo, ví dụ là phần trăm mỡ lên đến 15-20%, thì các bạn hãy cố gắng là tập trung vào quá trình giảm mỡ trước. Tất nhiên là vẫn tập tạ trong quá trình này, tuy nhiên là cái giảm mỡ phải là cái ưu tiên hàng đầu của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cơ thể các bạn đã 20% mỡ thì chắc chắn sau quá trình tăng cơ tích cực này, cơ thể sẽ lên đến tận 25 hoặc là thậm chí 30% mỡ. Thế nên các bạn đừng có nghe linh tinh mà về sau phải ì ạch giảm mỡ làm gì. Tóm gọn vậy thôi, hy vọng là các bạn đã hiểu tất cả những vấn đề kể trên thì nó đều gói gọn trong hai từ, đó là tăng cơ và giảm mỡ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.